Vào năm 2023, mặt trời xảy ra siêu bão, biến bản thân thành một cái lò vi sóng khổng lồ. Cơn bão tiến về trái đất phá hủy mọi thứ. Cứ đến ban ngày tất cả đều sẽ chín thấu xương, cho dù trong nhà hay trong xe ô tô cũng đều bỏ mạng. Đó chính là nguyên lý của lò vi sóng. McGuy may mắn biết được câu chuyện, anh cướp một chiếc máy bay ép cơ trưởng bay xuyên màn đêm. Sau nhiều cuộc vật lộn với muôn vàn nguy hiểm, mọi quyết định ai sống ai chết trên máy bay đều là mọi người biểu quyết. Nathan vì đã từng trong băng đảng tội phạm, nên anh bị mọi người biểu quyết nhốt dưới hầm. Máy bay lúc này đã tiếp nhiên liệu tại một đường bay tại Alaska, thợ máy cũng tạm thời sửa xong cửa kính. Phía ông già thì cứ nhất định đòi đuổi Nathan xuống khỏi máy bay. Mọi người chỉ đành biểu quyết sự sống chết của Nathan lần nữa. Ông già cùng nhiều người quả quyết muốn bỏ Nathan lại. McGuy lúc này mới lên tiếng, máy bay không thể cứ bay trốn mặt trời mãi được. Điều quan trọng là họ cần tìm hầm trú ẩn của NATO. Chính Nathan là người bản lĩnh đã cứu máy bay 2 lần. Tương lai nếu gặp nguy hiểm có lẽ Nathan sẽ rất có ích. Nhờ vậy mà cuộc biểu quyết chấp nhận cho Nathan lên máy bay. Chiếc máy bay tiếp tục cất cánh, nhà khoa học lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Thức ăn tươi sống đều mất hết mùi vị, mặt trời chiếu qua đã làm mất sạch dinh dưỡng, có nghĩa chỉ còn vài đồ đóng hộp mới có thể ăn, chả mấy chốc nữa họ sẽ chết đói. Đột nhiên lúc này máy bay xảy ra chấn động, Lisa chạy vội vào phòng lái, chợt nhận ra cơ trưởng đang cười một cách bí hiểm, dường như ông ta đang bị mê sảng. Lisa vội ra ngoài gọi Nathan vào, hai người nhanh chóng tóm cổ lôi cơ trưởng đi. Dường như bay liên tiếp 2 ngày đã khiến ông ấy bị ảo giác, cơ trưởng cần được nghỉ ngơi. Đúng lúc này ông già nghe thấy điện đàm, máy điện đàm báo về bằng tiếng Ukraine. Cũng may bà mẹ có đứa con bị bệnh biết tiếng. Hóa ra người nói trên điện đàm là từ trạm vũ trụ, báo rằng chỉ còn căn cứ của NATO dưới nước là an toàn. Đang nói chuyện mọi người chợt nhận ra không thấy cơ trưởng, thợ máy mở cửa đã thấy anh ta ngất lịm. Cơ trưởng kiệt sức vì vết thương đã bị nhiễm trùng, giờ muốn cứu ông ấy thì phải phẫu thuật ngay. Tất cả việc hạ cánh chỉ còn trông cậy vào Lisa. Cô gọi thợ máy vào học video trên mạng cách hạ cánh. Nhưng hạ cánh thì có thể chứ cất cánh thì không thể nào. Dù sao họ vẫn bắt buộc phải cứu được cơ trưởng gấp. Máy bay lúc này chuẩn bị hạ cánh, thợ máy vừa xem video vừa làm theo. Nhưng xuống gần mặt đất họ lại phát hiện vật cản. Lisa vội vàng chuyển hướng sang làn bên cạnh ngắn hơn. Đột nhiên lúc này một động cơ lại dừng hoạt động. Tất cả hành khách lại một lần nữa đối mặt cửa tử. Chiếc máy bay chòng chành dập dự một hồi, nhưng phim chưa hết nên tất cả đều sống. Quả nhiên là video YouTube đã cứu tất cả một mạng. Việc cần làm trước mắt phải đưa cơ trưởng đi mổ. McGuy sẽ người đi tìm thức ăn. Riêng thợ máy phải tìm nguyên nhân tại sao động cơ lại hỏng. Nhà khoa học chợt nghĩ ra, động cơ không hỏng mà là do nhiên liệu hỏng. Nhiên liệu có gốc hữu cơ bị mặt trời chiếu cũng sẽ hỏng giống như thức ăn. Không có nhiên liệu thì làm sao cất cánh? Họ chỉ có 2 tiếng để tìm được nhiên liệu tốt. Hơn nữa, phải cứu được cơ trưởng tỉnh lại trước thời gian. Lúc này một anh chọc là người địa phương, biết có một kho xăng ở dưới lòng sông gần đó. Ngay lập tức một nhóm đi tìm xăng, một nhóm nữa đi tìm địa chỉ căn hầm của NATO để trú ẩn. Rất nhanh chóng thợ máy đã tìm được trạm bơm nhiên liệu, còn nhóm phụ nữ phụ trách cứu cơ trưởng. Trên đường vào viện đâu đâu cũng thấy xác người, mọi người chỉ đành khiêng bỏ nạn nhân để lấy chỗ cứu cơ trưởng. Nhóm của McGuy thì đến phòng họp của NATO, cố gắng tìm ra manh mối căn hầm. Ông già phát hiện ra một cái camera có di tiếng, lập tức xuống phòng an ninh để kiểm tra. McGuy và Nathan thì lục giấy tờ sót lại tìm manh mối. Trong lúc trò chuyện hai McGuy trêu đùa quá trớn, Nathan tự ái vào mặt McGuy. Thế là cơn hâm nổi lên, hai thằng lao vào vật lộn chiến nhau một trận. McGuy với được chiếc mic đánh quá mạnh khiến Nathan nằm sàn. Phía ông già đã ghi lại được những âm thanh từ cuộc họp NATO, liền nói ra địa chỉ với McGuy. McGuy giấu chuyện cứ vậy lôi ông già về. Thời gian lúc này chỉ còn lại 30 phút, nhóm thợ máy cũng đã lấy được xăng về, nhưng Lisa thì lạc ở đâu không thấy. Thì ra cô đã về nhà khóc lóc một mình, người chồng của cô mới mất nên cô không muốn sống nữa. Cũng may thợ máy đến tìm được cô, hôn nhau một cái Lisa lại muốn sống tiếp. Nhóm bác sĩ lúc này cũng đã cứu được cơ trưởng tỉnh lại, nhưng vẫn còn quá yếu để có thể cất cánh. Nathan cũng đã tỉnh lại và đang lồm cồm bò dậy. Phía Lisa lúc này cũng đã về đến khoang, máy bay lập tức chuẩn bị cất cánh. Vì không thấy Nathan nên cả nhóm loạn cào cào, nhưng mặt trời sắp mọc nên không thể đợi nữa. Đúng lúc cất cánh, Nathan kịp thời lái xe về. Mọi người lại biểu quyết ra McGuy vào phòng kỹ thuật. Qua lời ông già, Lisa đã biết vị trí của con đập chứa căn hầm trú ẩn. Nhưng điều quan trọng là khi máy bay hạ cánh, họ sẽ chỉ có 30 phút để đi 15 km tới căn hầm trước khi mặt trời mọc. Hơn nữa nhiên liệu cũng chỉ vừa đủ để bay tới đó, tức là hoàn toàn họ không hề có cơ hội thứ hai. Bà mẹ vì lấy tiền chữa bệnh cho con đã bán một quả thận. Bà biết mình không đủ sức để cõng con tới căn hầm, nên đến nhờ Nathan cõng con bà đi cho kịp. Cùng lúc này ông già cũng đến thú tội vì đã bỏ Nathan lại.
ông nói mình cũng xứng đáng bị trừng phạt như mắc gai. Nhưng Nathan rộng lượng tha thứ và hòa giải cho ông lão. Nathan còn rộng lượng tha thứ cho cả mắc gai. Nhưng ông già vốn được Nathan tha thứ, lại quả quyết vẫn đòi xích tay mắc gai lại. Rất nhanh máy bay đã sắp đến điểm hạ cánh, máy bay sau đó hạ cánh an toàn. Mọi người mau chóng tràn ra để đi tìm xe có thể khởi động. Rất may có hai xe đi được, cả nhóm lập tức rời đi vội vã. Mới đi một đoạn, đột nhiên Nathan lên cơn mê man đâm xe vào lề đường. Chiếc xe đã hỏng không thể di chuyển, không còn thời gian mọi người chỉ có thể mau mau đi bộ ngay. Xe của Lisa đi trước vừa vào được cổng căn hầm thì cửa lại đóng. Hơn nữa bắt buộc phải có người giữ nút thì cửa mới mở được. Đúng lúc này MacGy muốn ở lại để bấm nút chờ đợi nhóm của Nathan. Anh muốn lập công chuộc tội, nhưng Lisa đều cáng khóa luôn tay của MacGy vào cái cọc. MacGy chỉ biết hét lên con mái già khốn kiếp. Lisa đưa cơ trưởng và nhóm người vào sâu trong con đập. Rất nhanh đã vào tới cửa hầm. MacGy bên này chờ xe của Nathan đến, nhưng không hề biết rằng xe của nhóm Nathan đã hỏng. Họ phải đi bộ về phía con đập và đã đi đường khác. Lúc này chỉ còn 3 phút nữa là mặt trời mọc. MacGy vật lộn điên cuồng nhưng không thể với được chìa khóa, dùng đá đập cũng không thể đứt được còng. Bên này Lisa đã chạy lên đón được nhóm người vừa đi bộ tới. Cả nhóm thành công vào được căn hầm, chỉ còn MacGy ở lại đón ánh mặt trời chết chóc. Thông điệp bộ phim vốn là như vậy, không ai được quyền quyết định sự sống của người khác. Lisa quyết định sự sống của MacGy là quá khốn nạn. Ông già được tha thứ nhưng lại không biết tha thứ cho MacGy. Nato đưa họ vào trong căn hầm. Có lẽ Lisa và ông già sẽ phải trả giá ở phần tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.